Vừa rồi là thông tin vui cho những tín đồ của trái táo cắn giờ Apple. Trong khi đó thì hãng công nghệ lớn Google cũng không làm những người hâm mộ sản phẩm của mình phải thất vọng khi mà ông lớn này vừa tung ra thị trường các sản phẩm công nghệ mới của mình gồm điện thoại thông minh Nexus 6, máy tính bảng Nexus 9 và thiết bị giải trí Nexus Player, cũng như đặt tên chính thức cho nền tảng Android 5.0 là Lollipop. Như thông tin rò rỉ trước đó, gã khổng lồ tìm kiếm Google đã hợp tác với Motorola để sản xuất ra chiếc Nexus 6 và bắt tay với HTC để cho ra đời chiếc Nexus 9. Nexus 6 được trang bị màn hình 5,9 inch với độ phân giải cao, camera 13 megapixel có chống rung quang học, bộ nhớ trong từ 32GB đến 64GB. Chiếc điện thoại thông minh Nexus 6 không còn rẻ như những bậc tiền bối của mình khi có giá lên tới hơn 600 đô. Thiết kế của Nexus 6 có khá nhiều nét tương đồng với sản phẩm Moto X mới của Motorola. Trong khi đó, chiếc máy tính bảng Nexus 9 sở hữu màn hình 8,9 inch, loa kép bùm sao, bộ nhớ lưu trữ máy từ 16GB đến 32GB và không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng. Sau thất bại nặng nề của Nexus Q, Google của năm 2014 lại tiếp tục tung ra chiếc Nexus Player, thiết bị giải trí gia đình sở hữu tính năng stream của Chromecast và có thể chạy ứng dụng game Android. Được phát triển bởi Asus, Nexus Player đi kèm với một điều khiển từ xa sử dụng kết nối Bluetooth và người dùng có thể mua thêm một tay cầm chơi game không dây với giá là 39 đô, tương đương hơn 800.000 đồng tiền Việt Nam. Về phần cứng, Nexus Player có bộ xử lý Intel Atom lõi tứ tốc độ 1,8GHz nhân đồ họa Power VR Series 6, 1GB bộ nhớ RAM và 8GB bộ nhớ trong. Cuối cùng, sau thời gian thử nghiệm khá lâu, Google vừa chính thức công bố tên gọi cho Android L là Lollipop, nghĩa là kẹo mút. Đây là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Android, được cài đặt mặc định trên Nexus 6, Nexus 9 và Nexus Player vừa mới được ra mắt.